Rồi, xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi clip ngắn của em trong ngày hôm nay. Thì trong clip này, Thùy Linh bên em sẽ lên sóng và giới thiệu cho bác về bốn cái mẫu đèn pin có ánh sáng cực kỳ tốt và đem đến chất lượng, hiệu quả kinh tế cực kỳ cao nhé. Bác nào mà mình đang có nhu cầu hay là muốn tìm hiểu và đặt mua cho mình một trong những dòng đèn pin siêu sáng đem đến hiệu quả kinh tế cao, đấy, thì các bác cố ở lại theo dõi hết cái clip của em trong ngày hôm nay. Nay em sẽ Thùy Linh bên em sẽ lên sóng và phân tích cho bác từng cái mẫu đèn một để các bác có thể lựa chọn cho mình một trong những dòng đèn pin bên em nhé. Đầu tiên xin giới thiệu cho bác về một mẫu đèn pin nhỏ gọn tiện lợi khi bác mang đi rừng. Đây là mẫu đèn pin Y21, trọng lượng con này là tầm hơn một lạng các bác nhé. Đó, ngoài sẽ là bằng nhựa ABS chống tĩnh điện cực kỳ tốt đó, và đặc biệt nhựa này thì tái sử dụng cực kỳ tốt nhé, đem đến nhựa cực kỳ nhẹ rồi. Và mẫu đèn pin đó có tên là Y21 này, chóa sẽ là 8 xăng, chống nước tốt cho bác đó. Bên trong sẽ là lớp kính nhé, và ngoài sẽ là lớp lớp gioăng để chống nước cho bác, với sử dụng led đèn laser đó. Mẫu này thì có chế độ báo phần trăm pin này. Đó, đèn là cực kỳ gom và cực kỳ sáng nhé. Đấy, rất chìa tròn luôn, sử dụng led laser cực kỳ gom. Trên đỉnh đầu có đạn nút cao su. Đấy, đạn nút cao su này các bác độ không bị đau nhé. Ngoài ra thì đèn có hai cổng, một cổng chân vuông và một cổng chân tai chi, các bác có thể sạc cho điện thoại. Đấy, rất chìa hay nhé. Và đèn sẽ có chế độ bật cảm biến này. Đó, các bác bật chế độ cảm biến này, các bác chạm tay à. Đấy, nó sẽ có nút cảm biến ở đây. Đấy, chạm tay nó sẽ tắt. Đấy, rất là chìa tiện. Mẫu đèn pin Y21 này có dây sạc thông minh, chân tai chi và một cái dây đựng đầu bản to cực kỳ chắc nhất. Mẫu đèn pin Y21 hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá sẽ là 220.000, bao ship toàn quốc cho bác. Tiếp đến xin giới thiệu cho bác một mẫu đèn pin nó có tên là XZ. Mẫu đèn pin này thì với trọng lượng con này tầm hơn 3 lạng. Đó, chóa lớn 10 xăng đem đến ánh sáng gom. Đó, gom và tỏa rất chìa rộng. Đấy, các bác nào mà mình đi lặn này, lầm thợ lặn này, đi trông ao hồ suối thì các bác có thể tham khảo về mẫu đèn pin XZ này nhá. Đó, mẫu này thì cực kỳ sáng các bác. Sẽ có ánh sáng trắng này. Đó, có chế độ ánh sáng mạnh này, sáng vừa và chế độ báo động SOS cho các bác nhé. Một mẫu đèn pin XZ xóa 10 xăng, trọng lượng hơn 3 lạng. Đó, màu vàng như này. Đó, giá hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá con này là 330.000 nhé. Đó. 330.000. Tiếp đến xin giới thiệu cho bác một mẫu đèn pin có tên là XZ9516. Đây là mẫu đèn pin đa công dụng, đa chức năng cho bác. Đó, trên đèn pin có giải đèn LED này. Đó, và chế độ báo phần trăm pin. Ngoài ra đèn có chế độ báo mua cảnh sát cơ động nhé. Đó, đèn thì mẫu đèn pin XZ9516 này nó sử dụng gom cực kỳ xa, các bác gom tầm 1.000 mét nhé. Đó, 1.000 mét cực kỳ sáng, ánh sáng mạnh này, ánh sáng vừa, ánh sáng nhẹ và chế độ báo động nhé. Có một mẫu đèn pin XZ9516. Ngoài ra thì bên em có bán pin lẻ cho bác nhé. Và khi bác mua đèn pin XZ9516 này thì bác sẽ được tặng kèm hai chóa, chóa đổi màu, một chóa vàng và một chóa tím để các bác có thể đi soi đêm, soi một nấm mối nhé. Và đi kèm sẽ hai dây đội đầu và một dây sạc thông minh nhé. Mẫu đèn pin XZ9516 này hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá sẽ là 440.000 nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác một mẫu đèn pin. Đó, hôm nay em xả kho mẫu đèn pin có tên là Ultra XMLT6. Mẫu này các bác có thể zoom xa gần. Đó, zoom xa gần. Và mẫu này các bác soi tầm 50 đến 60 mét thôi các bác nhé. Đấy, zoom sao gần. Đấy, mẫu này thì các bác có thể lắp hoặc lắp đặt vào những cây củi, hoặc các bác có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Đấy, zoom xa gần. Đấy, rất chìa tiện nhé. Mẫu đèn pin
Ultra XML T6. Hiện tại hôm nay em xả kho cho bác, giá chỉ còn 122.000, bao ship toàn quốc cho bác. Xin giới thiệu cho bác một cái sản phẩm rất chìa hay đó. Em sẽ giải đáp thắc mắc cho những người mà các bác đi soi nấm mối thì các bác đang cần tìm cho mình một cái mẫu đèn pin rất chìa tiện lợi, pin khủng, pin trâu và đem đến ánh sáng cực kỳ tốt nhé. Đó, đây là một mẫu đèn pin có tên là FT800. Mẫu này các bác sử dụng trong giải đèn led này, ở trên quả pin này các bác sử dụng 2:1 luôn, chế độ 3% pin. Ngoài ra thì mẫu này thì nó cũng có chế độ này, đèn xanh, đèn đỏ báo động nhé. Đấy, rất chìa hay luôn. Đó, và đèn thì cực kìa gom, tỏa cực kìa rộng. Đấy, gom thì các bác gom xa tầm 700 đến 800 mét. Đấy, khá là ok. Và trọng lượng, đặc biệt con này thì trọng lượng mẫu đèn độ đầu này, đấy, trọng lượng trên đệ đỉnh đèn nó chỉ có một lạng, hơn một lạng thôi, rất trẻ nhẹ, làm bằng hợp kim nhôm. Đấy, tỏa nhiệt tốt và dây độ đầu bản to, đấy, giúp các bác độ nó không bị mỏi cổ, đau vai gái. Và pin này thì dây của nó sẽ chiều dài hơn 1 mét. Ngoài ra thì đèn này sẽ kèm cho bác thêm một chó vàng. Đấy, chó vàng này sao ạ? Các bác chỉ cần xoáy ở trên này thôi. Đấy, các bác thay chó vàng là nó sẽ thành bóng chó vàng, rất trẻ tiện và hay nhất. Một mẫu đèn pin FT800, con này hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá sẽ là 650.000. Bên em bao ship toàn quốc cho bác. Vậy bác nào đang có nhu cầu đặt mua cho mình hay sắm cho mình một mẫu đèn pin sử dụng, các bác sử dụng làm kinh tế, sử dụng trong gia đình, các bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop nhé. Thì một video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo bên sau ạ.